Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch Covid-19 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Covid-19 ở Việt Nam sáng 11 tháng 9 giảm đáng kể số ca không qua khỏi. Thành phố Hồ Chí Minh từng bước mở cửa, Hà Nội vào chiến dịch tiêm phủ vắc Trong 24 giờ tính từ 17 giờ ngày mùng 9 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 10 tháng 9, số ca nhiễm mới Covid-19 ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Năm địa phương ghi nhận số ca cao nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh với 7.539 ca, Bình Dương 3.563 ca, Đồng Nai 823 ca, Long An 321 ca và Tây Ninh 248 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, ghi nhận 254 ca không qua khỏi trong ngày. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước là 13.321 ca nhiều hơn hôm qua 907 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 1990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca và Tây Ninh tăng 87 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.523 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 589.417 ca nhiễm, đứng thứ 49 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trở hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc và Hải Phòng. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, Phú Thọ, Con Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh và Lào Cai. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh với 286.242 ca, Bình Dương 149.859, Đồng Nai 32.882 ca, Long An 27.537 ca và Tiền Giang 11.430 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.751 người. Tổng số ca được điều trị khỏi là 350.921 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó có 3.775 ca thở oxy của mặt nạ, 1.124 ca thở oxy dòng cao HFNC, 112 ca thở máy không xâm lấn, 930 ca thở máy xâm lấn và 29 ca thở ECMO. Trong ngày, tổng hợp số liệu không qua khỏi do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 254 ca không qua khỏi. Tại thành phố Hồ Chí Minh 195 ca, Bình Dương 41 ca, Tiền Giang 3 ca, Đà Nẵng 3 ca, Đồng Nai 3 ca, Đồng Tháp 2 ca, các tỉnh thành phố Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa và Nghệ An, mỗi địa phương ghi nhận 1 ca không qua khỏi. Bổ sung 21 ca không qua khỏi từ trước, trong đó tại Bình Dương 14 ca, Bình Thuận 4 ca và Nghệ An 3 ca. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 302 ca. Tổng số ca không qua khỏi do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ không qua khỏi do COVID-19 trên thế giới. Tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, số ca không qua khỏi trong ngày giảm gần 1/2 so với trước khi siết chặt giãn cách. Ngày mùng 9 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 195 ca COVID-19 không qua khỏi, là ngày có số ca không qua khỏi thấp nhất và cũng là lần đầu tiên số ca không qua khỏi thấp hơn 200 trong 18 ngày qua. Trước đó ngày mùng 2 tháng 9, số ca không qua khỏi tại thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận là 250 ca, ngày mùng 3 tháng 9 là 256 ca, 222 ca vào ngày mùng 4 tháng 9. 233k trong ngày mùng 5 tháng 9, ngày mùng 6 tháng 9 là 253, mùng 7 tháng 9 là 268 và 203k vào ngày mùng 8 tháng 9. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 278.892 xét nghiệm cho 539.875 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 14.391.605 mẫu cho 41.975.319 lượt người về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 9 tháng 9, có 1.168.812 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 25.926.688 liều, trong đó tiêm một mũi là 21.459.102 liều, tiêm mũi 2 là 4.467.586 liều. Phê duyệt có điều kiện vaccine Hayat-Vat cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là vaccine COVID-19 thứ 7 được Bộ Y tế cấp phép sau vaccine AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Moderna và Johnson Johnson. Ngày 10 tháng 9, Bộ Y tế cũng có quyết định phân bổ 156.168 lọ, tương đương với 1.446 thùng thuốc Remdesivir 100mg để phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 từ kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế. Đây là lần phân bổ nhiều nhất thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đến thời điểm này. Trong đợt phân bổ lần 6 này, Bộ Y tế phân bổ cho 46 đơn vị, gồm các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long. Một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Sở Y tế 26 tỉnh thành phố trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội hệ thống bệnh viện Vinmec trong đó sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với gần 40.000 lọ Remdesivir Việt Nam phê duyệt vaccine Covid-19 hay Yadvat ngày 10 tháng 9 Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine này cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 theo văn bản do Thứ trưởng Trung Quốc cường ký, vaccine Hayatvax do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc (CNBG Trung Quốc sản xuất bán thành phẩm. Vaccine này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Junfa, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại Việt Nam, công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex là nơi đã đề xuất phê duyệt vaccine này. Vaccine Hayatvax mỗi liều 0,5ml, chứa 6.5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2, tế bào vero bất hoạt, bao chế ở dạng hỗn dịch tiêm, vaccine được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa hai liều mỗi liều 0,5 ml. Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt hay giát vát cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể số ca không qua khỏi, lên kế hoạch từng bước mở cửa. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bảy chiến lược chống dịch covid-19 sau ngày 15 tháng 9, bao gồm: một, bao phủ vaccine cho người dân sinh sống trên địa bàn thành phố. 2. Giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID-19 3. Hiện thực hóa thông điệp sống khỏe trong môi trường có dịch 4. Chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng 5. Nâng cao hiệu quả điều trị, giảm không qua khỏi do COVID-19 6. Giám sát dịch tễ để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát và 7. Phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân Số liệu từ ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiện các cơ sở đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Chia sẻ thông tin về diễn biến dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trung bình số ca COVID-19 nhập viện khoảng 3.500 đến 4.000 mỗi ngày, đa số nhẹ, không triệu chứng, rất nhiều trường hợp F0 sau khi phát hiện được chăm sóc tại nhà. Về việc tiêm vaccine, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 9 tháng 9 là 7.307.738, trong đó tổng số mũi 1 là 6.335.838, mũi 2 là 971.900. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 809.308. Chính quyền đang tính từng bước nới lỏng biện pháp chống dịch, phục hồi kinh tế, Quận 7, địa phương đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch, sẽ cho 150 loại hình sản xuất kinh doanh hoạt động lại từ ngày 15 tháng 9. Người có thẻ xanh COVID-19 được tự do đi lại trên địa bàn. Hôm qua, công an thành phố thông báo shipper, nhân viên siêu thị, cửa hàng thực phẩm được tăng thời gian lưu thông hàng ngày từ 5 giờ đến 21 giờ 30 thay vì từ 6 giờ đến 18 giờ như trước. Người dân quận 7 và Củ Chi được tự đi chợ một lần trong tuần. Ngày 8 tháng 9, dịch vụ ăn uống mang về được khôi phục lại sau 2 tháng tạm dừng. Các cửa hàng được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Riêng cơ sở 3 tại chỗ chỉ bán qua đặt hàng trực tuyến. Các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, dụng cụ học tập được mở cửa cùng khung giờ trên. Hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn chưa buôn bán, song đã thành nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa, nông sản cung ứng cho nhân dân. Hà Nội vào chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất Hà Nội đặt mục tiêu tới ngày 15 tháng 9 phủ toàn bộ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. Xét nghiệm diện rộng, tạo cơ hội nới lỏng dần cách ly xã hội. Thủ đô đã nhận được 4,1 triệu liều vaccine. Bộ Y tế đang cố gắng điều các nguồn, tăng nhập khẩu để thành phố thực hiện mục tiêu trên. Nhận được sự chi viện của gần 4.000 nhân viên y tế các tỉnh thành và nguồn vaccine, Hà Nội đã nâng công suất tiêm lên gấp đôi, mỗi ngày từ 300.000 đến 330.000 mũi. Ngành y tế thủ đô thiết lập 1.500 dây chuyển tiêm chủng. Các địa bàn được yêu cầu giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian và không giới hạn số người tiêm mỗi buổi. Từ ngày 9 tháng 9, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine Verocell cho người dân trên địa bàn sau khi tiếp nhận 1 triệu liều và thực hiện phân bổ cho các quận huyện. Số vaccine này được dùng tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Sáng mùng 10 tháng 9, qua kiểm tra thực tiễn và nghe Hà Nội báo cáo về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kỳ vọng đến ngày 15 tháng 9, 100% những người trên 18 tuổi ở Hà Nội sẽ được tiêm vaccine. Kiểm tra thực tiễn tại các điểm tiêm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội khá tốt và tương đối nhanh, bài bản. Trong thời gian rất ngắn, công suất tiêm của Hà Nội đã đạt được hơn 300.000 mũi tiêm mỗi ngày. Đây là công suất cao nhất từ trước đến nay. Trong thời gian rất ngắn, Hà Nội đã đảm bảo tiêm bao phủ ví như đối với một số phường của thủ đô đã đặt ra mục tiêu đến ngày 12 tháng 9 tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi. Chúng tôi cho rằng mục tiêu này rất khả quan đối với một số phường. Với một số nơi khác theo kế hoạch, Hà Nội cũng giao chỉ tiêu cho các quận huyện và các xã phường. Chúng tôi hy vọng Hà Nội với vai trò là một đầu tàu kinh tế, trung tâm chính trị xã hội của cả nước sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Hai mũi giáp công của Hà Nội là đẩy nhanh tiêm chủng và xét nghiệm tầm soát diện rộng thần tốc, như vậy là đúng đắn. Bộ trưởng Bộ Y tế nhận xét.